Sư Thích Trúc Thái Minh là ai và sự thật sợi tóc Đức Phật? Nhà sư Thích Trúc Thái Minh đã trở nên rất nổi tiếng với tranh cãi liên quan đến Xá Lợi Phật ở chùa Ba Vàng. Thế nhưng nhà sư này là ai và ông có ảnh hưởng như thế nào đến chùa Ba Vàng? Hôm nay tôi cùng quý vị hãy cùng tìm hiểu. Nhà sư Thích Trúc Thái Minh có tên khai sinh là Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1967 ở Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh. Ông là người con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông đã thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của trường. Sau đó, ông được giữ lại làm giảng viên của trường 2 năm. Sau ông lại chuyển sang công tác ở Bộ Công nghiệp. Năm 1999, Vũ Minh Hiếu đã xuất gia tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và được ban pháp danh là Thích Trúc Thái Minh. 2 năm sau, sư Thích Trúc Thái Minh ra Bắc ở tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử làm việc tại Ban Chi Khách. Năm 2007, Thích Trúc Thái Minh được cử làm trụ trì chùa Ba Vàng. Lúc đó thì chùa Ba Vàng cũ, trước khi bước vào một cuộc đại tu xây dựng, thì nó chỉ là một ngôi chùa khiêm tốn. Năm 2006, chùa chỉ là một chấm nhỏ giữa màu xanh núi rừng, theo hình ảnh vệ tinh trên Google Earth. Khi Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng, ông đã lên kế hoạch xây dựng chùa trên núi lớn nhất Đông Dương. Không rõ làm thế nào mà trụ trì chùa Ba Vàng đã huy động được một số tiền rất khổng lồ, lên đến 500 tỷ. Và điều tất yếu rằng 500 tỷ cách đây khoảng 20 năm nó rất là lớn. Nếu quy thành đất thì bây giờ chỗ đất đó phải có giá hàng chục nghìn tỷ. Sau 3 năm xây dựng, chùa đã hoàn thành một số hạng mục như ngôi đại hùng bảo điện rộng đến 4.500m², lầu chuông rộng 112m², lầu chống rộng 112m², hành lang la hán rộng 200m², nhà bảo tàng rộng 700m², thư viện rộng 700m², khu nhà tăng rộng 1.600m², thiền đường rộng 960m², cổng đá, cổng tam quan trung, cổng tam quan nội và một số công trình phụ. Đến năm 2014, chùa Ba Vàng đã tổ chức đại lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Tháng 12 năm 2014, thầy trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã bảo vệ thành công luận án ngôi chùa có chính điện lớn nhất Đông Dương trước Hội đồng Giáo sư Đại học Kỷ lục Thế giới. Từ một ngôi chùa nhỏ khép nép giữa núi rừng, Ba Vàng đã trở thành ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Đi kèm với sự xa hoa tráng lệ đó, thì báo Tuổi Trẻ cũng lên bài phản ánh việc chiếm dụng hàng chục nghìn mét vuông đất của chùa Ba Vàng. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo và văn hóa đã bày tỏ lo ngại về việc bùng nổ xây chùa to tượng lớn. Nhiều cơ sở tôn giáo liên tục chạy đua với những kỷ lục về các công trình tôn giáo. Các nhà nghiên cứu và cả những Phật tử chân tu đã cảnh báo rằng việc chính của chùa không phải là đua chen những kỷ lục về xây dựng, mà là giáo hóa tâm linh, hoàng dương Phật Pháp. Những ngôi chùa đua chen xây dựng to lớn chỉ làm cho tâm linh bị u mê hơn. Dù sao thì Hòa Thượng Thích Trúc Thái Minh cũng đã có công đưa một ngôi chùa ba gian bé nhỏ giữa thiên nhiên ít ai biết đến, trở thành một công trình nguy nga tráng lệ với nhiều điện lớn, rộng đến hàng chục nghìn mét vuông và có giá hàng trăm, và bây giờ có thể là hàng chục nghìn tỷ đồng. Và đó là điều đã khiến nhiều người không thể tin nổi. Trong thời gian làm trụ trì, Hòa Thượng Thích Trúc Thái Minh cũng gây tranh cãi trong dư luận khi đưa ra thuyết oan gia trái chủ và yêu cầu người dân phải cúng dường để giải nghiệp. Cụ thể là nhà sư Thích Trúc Thái Minh khẳng định oan gia trái chủ là hoàn toàn có thật, như sau vòng linh đi theo báo oán, báo thù rất nhiều tác động vào chúng ta. Chúng ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ để giải những oan kết này. Việc thỉnh giải oan gia trái chủ chỉ có đức của Phật Từ Bi mới làm được chùa ba, và chúng ta thỉnh được vong giải được thoát kiếp là do năng lực của đại chúng. Tuy nhiên sau đó, Hòa Thượng Thích Đức Thiện là Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại nói rằng không có việc thỉnh vong để giải nghiệp oan gia, bởi nghiệp của mình phải tự mình làm những việc tốt để hóa giải cho mình. Chứ việc thỉnh vong là hoàn toàn không đúng, dẫn dắt con người theo con đường đó là không đúng với chính pháp. Đây là dẫn dắt của con người ta vào con đường tà kiến, mê lợi. Và tới đây nhiều người cho rằng chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ cúng dường là vì mục đích kinh tế. Phó trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định Phật Pháp không có thuyết thỉnh oan gia trái chủ. Trong tổng số 38.000 bài kinh còn lưu lại dưới dạng văn tự trên thế giới của Đức Phật, vào tháng 3 năm 2019, chùa Ba Vàng đã bị lãnh đạo thành phố Uông Bí
và các sở ngành của tỉnh Quảng Ninh kiểm tra. Sau khi bài đăng trên báo Lao Động đưa thông tin về việc chùa này tổ chức truyền bá vong báo oán và giải nghiệp để thu lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Để được giải nghiệp, các cá nhân phải cúng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua các hình thức công đức. Bản thân sư Thích Trúc Thái Minh cũng thừa nhận việc tuyên truyền vong, thậm chí còn nói rằng việc thu lợi bao nhiêu là do yêu cầu của vong. Và ngay sau đó, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành họp kín và đưa ra quyết định đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Đồng thời, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2019, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra quyết định bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội, bao gồm Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thông tin truyền thông của giáo hội, Phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên thực trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sư Thích Trúc Thái Minh vẫn đảm nhiệm chức vụ trụ trì cho ba vàng, và 3 năm sau Đại Đức Thích Trúc Thái Minh lại được chép thuận làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh Quảng Bình. Ông Thủy là trưởng ban tôn giáo Quảng Bình nói rằng, quy trình giới thiệu thầy Thích Trúc Thái Minh được ban hành xin ý kiến các sở ban ngành cũng đối chiếu với các quy định của pháp luật. Ông Thủy khẳng định, quy trình này là đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đều biết những vụ việc liên quan đến Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trước đó, nhưng sau khi cân nhắc và đối chiếu với các quy định thì là đúng luật, giới luật chỉ quy định với người có tiền án tiền sự thôi. Bê bối xá lợi tóc Đức Phật của chùa Ba Vàng. Mới gần đây, vụ bê bối cuối năm 2023, xá lợi tóc của Đức Phật trong khuôn khổ đại lễ kính mừng 765 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Tại chùa Ba Vàng, hàng nghìn người dân và du khách bất ngờ trước việc xá lợi tóc được cho là của Đức Phật có thể tự chuyển động. Trong khuôn khổ đại lễ, người dân được chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Đặc biệt hơn, khi xá lợi tóc của Đức Phật có thể tự chuyển động mà không cần sự tác động của ngoại lực, việc này khiến cho hàng nghìn người xếp hàng để xem tận mắt, chiêm bái và không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng sau khi nhiều video xá lợi tóc tại chùa Ba Vàng được lan truyền trên mạng, dư luận sau khi xem xét, phân tích đã làm rất nhiều video khác để chứng minh đây chỉ là một loại lá cỏ tên gọi là pili, được phơi khô khi cho vào nước sẽ tự chuyển động được. Cỏ khô này còn được trao bán trên các sàn thương mại điện tử, khiến dư luận xôn xao không ngớt. Sau khi có văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ tất cả các thông tin giới thiệu và hình ảnh về xá lợi tóc của Đức Phật. Trong quá trình tổ chức chiêm bái xá lợi tóc, nhà sư Thích Trúc Thái Minh còn vi phạm một số quy định của pháp luật trong khai báo xuất nhập cảnh cho khách mời tới tham dự. Căn cứ theo quy định của pháp luật, hoạt động của chùa Ba Vàng đã vi phạm điều 43, điều 48, điều 50 của luật tín ngưỡng tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng hội. Đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang xem xét để kỷ luật đối với nhà sư Thích Trúc Thái Minh. Theo tờ tạp chí The Irrawaddy của Myanmar, trước đây xá lợi tóc của Đức Phật được cất giữ trong phòng di tích của chùa Bo Ta Tong ở Yangon. Vào ngày 01 tháng 4 năm 2018, hộp cháp nhỏ đựng sợi tóc đã được đưa ra khỏi phòng. Dưới sự giám sát của thủ hiến Yangon Uyominen, một số tu sĩ Phật giáo cấp cao và những người trông nom ngôi chùa, ông Uzen Ma là giám đốc cơ quan các vấn đề tôn giáo khu vực Yangon cho biết, xá lợi tạm thời được đưa ra ngoài để sửa chữa bởi căn phòng do rò rỉ nước từ trần nhà. Theo lịch sử ngôi chùa, công trình kiến trúc tôn giáo này ban đầu được người dân tộc Mon xây dựng cách đây 2.500 năm. Truyền thuyết kể rằng, hai anh em Tapusa và Balika đã gặp Đức Phật khi Ngài vừa mới giác ngộ và đã cúng dường Ngài. Đáp lại, Đức Phật đã tặng cho hai anh em 8 sợi tóc của Ngài để họ dâng lên vua Yangon Okkalapa. Nhà vua ra lệnh xây chùa để cất giữ một số sợi tóc, trong khi những sợi tóc khác được cất giữ tại chùa Swedagon. Do có nhiều thánh tích của Đức Phật nên cả hai ngôi chùa đều trở thành trung tâm hành hương của các Phật tử. Với người Myanmar, xá lợi tóc Đức Phật là bảo vật vô giá nên quá trình rước và trưng bày luôn là lúc các nhà bảo tồn lo ngại nhất, vì sợ bảo vật ấy sẽ bị xâm phạm, bị ảnh hưởng dù là nhỏ nhất. Thực tế, tại các ngôi chùa ở Myanmar, xá lợi luôn được bảo vệ nghiêm ngặt trong những chiếc hộp dựng trên những bục cao. Nhưng các nhà bảo tồn lo ngại rằng điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra với bảo vật quốc gia này trong quá trình rước
và trưng bày xá lợi này sau đó được đưa đến một phòng cầu nguyện khác tại chùa Schwedagen vào ngày 19 tháng 04 năm 2018 và được lưu giữ ở đó để trưng bày cho công chúng đến ngày 24 tháng 4. Giám đốc quỹ di sản Yangon, bà Domeme Elwin cho biết, một di vật quốc gia như xá lợi tóc linh thiêng có nên ở ngoài trong một thời gian dài hay không? Vì tính mỏng manh của nó, nguy cơ bị hư hại trong quá trình rước và trưng bày có thể xảy ra. Bà Domeme Elwin đã đề cập đến việc bảo quản xá lợi tại một ngôi chùa ở Kandy, Sri Lanka, nơi thánh tích Phật giáo quan trọng nhất của đất nước này. Một chiếc răng của Đức Phật được cất giữ trong một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ mở cửa cho những Phật tử và khách du lịch trong thời gian cúng dường hoặc lễ bái. Bà Domeme Elwin cho hay rằng ngay cả khi bạn ở trong phòng thì bạn cũng không thực sự nhìn thấy chiếc răng đó được giữ trong một chiếc hộp bằng vàng. Trong đó có 6 chiếc hộp với kích thước giảm dần. Để giải quyết những lo ngại này, ông Usain Mavek cho biết họ đã có một kế hoạch kỹ lưỡng để bảo vệ xá lợi. Chúng tôi đã thảo luận về cách tốt nhất để đặt hộp chứa xá lợi vào xe và vận chuyển từ Botatong đến chùa Schwedagen, ông nói. Ông cho biết thêm rằng việc cải tạo phòng xá lợi là một phần trong kế hoạch trùng tu toàn diện ngôi chùa, bao gồm việc đúc lại toàn bộ vàng trên cấu trúc chùa. Ngày 1 tháng 4, Thủ Hiến và Phu Nhân Yangon, Thị trưởng Yangon Umong Mong Xoe, một số chư tăng cao cấp, một số doanh nhân của tập đoàn JK3 và xe than Elwin đã tham gia buổi lễ di rời xá lợi và đi vòng quanh chùa 3 lần trong khi đang giữ xá lợi này. Trong Thế chiến 2, ngôi chùa từng bị không quân Hoàng gia Anh phá hủy hoàn toàn khi họ ném bom dọc sông Hê Linh. Hộp xá lợi được tìm thấy trong đống đổ nát khi dọn dẹp những gì còn lại của ngôi chùa. Chùa đã được xây dựng lại vào thời kỳ đầu độc lập của Myanmar. Xá lợi được hiểu đơn giản là tinh thể được kết lại từ xương răng trong hài cốt của các bậc tu hành khi các vị viên tịch sau khi hỏa thiêu phần nào đó trong cơ thể kết và còn lại xá lợi có thể có rất nhiều màu kích cỡ hình dạng khác nhau. Có rất nhiều loại xá lợi và được giải thích khác nhau dưới góc nhìn tâm linh và khoa học. Nhưng trên thực tế, vẫn còn nhiều tranh cãi và những bí ẩn vẫn chưa thể giải đáp. Xá lợi Phật được hình thành từ chính kim thân của Đức Phật. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy xá lợi Phật có hào quang, có khả năng biến hiện và không bị phá hủy. Xá lợi của người tu hành tùy vào đạo hạnh của người tu hành mà sẽ có hình dáng và màu sắc khác nhau. Phần lớn những loại xá lợi mà ngày nay chúng ta nhìn thấy đều là của người tu hành vì xá lợi Phật rất hiếm để có thể được chiêm ngưỡng. Hiện nay nguyên nhân hình thành xá lợi vẫn còn đang là một vấn đề gây tranh cãi và có nhiều giả thuyết được đưa ra để giải đáp cho nguyên nhân này. Hạt xá lợi hình thành do thói quen ăn uống đồ chay, những nhà sư hay nhà tu hành trong sinh hoạt hàng ngày hay sử dụng đồ chay chứa nhiều chất xơ và chất khoáng. Điều này đã khiến quá trình tiêu hóa dễ dàng hấp thu các muối phốt phát và carbonat tích lũy dần trong cơ thể tạo thành xá lợi. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn không hoàn toàn thuyết phục vì có rất nhiều người trong đời sống là người ăn thuần chay nhưng cơ thể họ vẫn không thể tạo thành xá lợi sau khi hỏa táng. Một giả thuyết khác được một số nhà khoa học đưa ra thì việc xá lợi hình thành là dấu hiệu của bệnh lý sỏi thận sỏi mật. Tuy nhiên, giả thuyết này lại hoàn toàn không thuyết phục khi có rất nhiều người mắc bệnh nhưng không một ai có xá lợi. Và ngược lại, những vị cao tăng tu hành có xá lợi thì lại không hề mắc phải những bệnh lý trên. Ngoài ra, còn có các giả thuyết khoa học khác nói về nhiệt độ hỏa táng, quá trình hỏa táng thuận lợi cho việc hình thành các tinh thể. Nhưng nói tóm lại, nguyên nhân chính xác dẫn đến việc hình thành xá lợi và việc tại sao xá lợi lại có được nhiều màu sắc khác nhau và thường chỉ xuất hiện ở những vị cao tăng đắc đạo thì vẫn là một bí ẩn, chưa có lời giải đáp đến ngày nay. Thời lượng phát sóng của chúng tôi đến đây kết thúc. Quý vị đừng quên ấn like, share, comment và subscribe để nhận những thông tin sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!